Thưa quý vị và các bạn, đầu tư liên kết sản xuất và bao tiêu các sản phẩm nông sản hàng hóa của địa phương, Hợp tác xã Tiên Phong Mường Vi, huyện Bát Sát đã rất chú trọng tới việc xây dựng thương hiệu sản phẩm. Sau hai mặt hàng nông sản chủ lực được cấp chứng chỉ OCOP 4 sao cấp tỉnh là gạo tẻ Sánh Cù và gạo lứt Sánh Cù dành cho người ăn kiêng, cuối năm 2019, Hợp tác xã Tiên Phong Mường Vi có thêm một mặt hàng nông sản khác được chứng nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh, đó là giấm táo mèo. Sản phẩm độc đáo mới của vùng cao Lào Cai được doanh nghiệp sản xuất và tung ra thị trường trong vòng hơn 2 năm trở lại đây. Chuyên đề nông nghiệp và phát triển nông thôn hôm nay, chúng tôi xin dành toàn bộ thời lượng để giới thiệu tới quý vị và các bạn mặt hàng nông sản đặc hữu này. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Sơn trà, hay có tên gọi dân dã khác đó là táo mèo, là loại cây mọc hoang dã ở các đỉnh núi cao của tỉnh Lào Cai, chủ yếu tập trung tại Sapa và Bát Sát. Quả sơn trà có vị chua, chát, có nhiều tác dụng chữa bệnh và được chế biến theo nhiều cách khác nhau. Phổ biến nhất là ngâm rượu táo mèo. Là một doanh nghiệp tham gia sản xuất và kinh doanh hàng hóa nông sản, đóng chân trên địa bàn huyện Bát Sát, nơi có diện tích cây táo mèo mọc hoang trên vùng cao Y Tý, Ngải Thầu, khá lớn. Những năm qua, với mong muốn giúp đồng bào có thêm thu nhập từ loại cây quý mọc hoang dã này, ngoài việc sản xuất rượu táo mèo, Hợp tác xã Tiên Phong Mường Vi đã nghiên cứu, tìm hiểu thị trường và quyết tâm cho ra đời thêm một loại sản phẩm nông sản mới, được chế biến từ loại quả hoang dã quý hiếm của dãy Hoàng Liên Sơn, đó là sản phẩm giấm táo mèo. Hợp tác xã đã tìm hiểu thị trường và đi một số các hội chợ trong tỉnh và ngoài tỉnh, đã tiếp cận được cái giấm táo mèo của những địa phương khác, trong đó có Bắc Giang là một tỉnh là không có giống quả táo mèo, nhưng họ đã phát triển thành cái thương hiệu giấm táo mèo tại Bắc Giang. Thì Hợp tác xã thấy rằng ở tại địa phương Bát Sát, nó chính là Y Tý, là một nguồn vùng nguyên liệu có cái sản phẩm táo mèo thơm, tự nhiên và đạt chất lượng. Thì Hợp tác xã đã định hướng rằng là cái sản phẩm đó sẽ Hợp tác xã sẽ sản xuất và đưa ra thị trường và tìm kiếm thị trường và phát triển để tạo thu nhập cho các hộ dân và cho Hợp tác xã. Nếu như hai sản phẩm là gạo tẻ Sánh Cù và gạo lứt Sánh Cù dành cho người ăn kiêng, Hợp tác xã Tiên Phong Mường Vi tập trung thắt chặt mô hình liên kết trồng và chăm sóc lúa đúng với quy trình kỹ thuật, đầu tư công nghệ chế biến hiện đại để cho ra sản phẩm gạo chất lượng tốt, tuyệt đối an toàn. Thì đối với sản phẩm giấm táo mèo, để sản xuất thành công và xây dựng được thương hiệu, Hợp tác xã đã rất quyết tâm khi cắt cử một cán bộ kỹ thuật tiếp cận với một số doanh nghiệp đã sản xuất thành công sản phẩm giấm ăn từ quả táo mèo và các loại hoa quả để học hỏi kỹ thuật và phương thức chế biến. Để cho ra được một sản phẩm táo mèo độc đáo, các công đoạn chế biến giống từ quả sơn tra táo mèo đã được thực hiện tỉ mỉ và hết sức cẩn thận. Quả táo mèo sau khi thu mua về được rửa sạch, ngâm nước muối, sau đó cho vào máy cắt thành miếng mỏng, tiếp tục ngâm nước muối để giảm độ chát. Đến một thời gian nhất định sẽ được vớt ra, đợi ráo nước để thực hiện công đoạn tiếp theo, ủ men và cho vào chum để gây bỗng giấm. Để mà làm được ra cái giấm táo mèo này thì chúng tôi coi như là cũng một thời gian đi thử nghiệm này rồi đi học hỏi ở các nơi để về coi như làm đi làm lại ra được cái sản phẩm ngày hôm nay thì cũng là cả một cái quá trình. Trước tiên là mình đi chọn quả táo mèo, mà được quả táo mèo sơn tra đây, quả đấy gọi là sơn tra, thì trước tiên là phải tuyển chọn từ cái quả đã. Vâng, tuyển chọn từ nhà dân, đến cái quả nó phải là vừa tới, tức là cũng không chín quá và cũng không được xanh quá, nó không được sâu xia. Xong đó về coi như là trong quá trình về mình được rửa và ngâm nước muối, rồi tuyển lọc chọn những cái quả tốt, xong đó thái và rửa đi rửa lại, thì lúc bây giờ bắt đầu mới gọi là xong một cái bước đầu tiên gọi là bước thô. Trong quá trình đó thì chúng tôi coi như là cũng đã thử nghiệm cũng rất là nhiều lần, thì cũng xong được thái xong rồi thì bắt đầu là cho vào ổ, quá trình lên men tự nhiên. Thì trong cái thành phần này thì có những đường và giấm, đường và coi như mật ong, thì ổ được bao giờ được cái cảm quan mình mà được cái độ chua của nó đạt được tới từ 2-5%, thì lúc bấy giờ mới gọi mới được xuất ra thị trường. Và trong quá trình coi như thế này thì cũng là học hỏi ở các người đi trước, và cũng là cái mà mình thử nghiệm
thì mới cho được ra sản phẩm giấm nó đặc hữu như thế này. Sản phẩm giấm táo mèo khi tung ra thị trường được người tiêu dùng đánh giá cao, có vị chua thanh dịu nhẹ mà không gắt, có hương thơm độc đáo của quả táo mèo. Chính vì vậy, chỉ sau một thời gian ngắn lập hồ sơ, sản phẩm giấm táo mèo của hợp tác xã Tiên Phong Mường Vi đã được hội đồng thẩm duyệt OCOP cấp tỉnh cấp giấy chứng nhận công nhận đạt chuẩn OCOP ba sao. Kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, Bộ Y tế cho thấy hầu hết các thành phần lý, hóa học trong số bào tử nấm men giấm như định tính axit vô cơ, hàm lượng chất khô, hàm lượng axit acetic, hàm lượng chì, hàm lượng aflatoxin B1, B2 đều dưới ngưỡng phát hiện. Cái ưu điểm của cái táo mèo này thì nó khác với các giấm khác. Chả vì là giấm táo mèo này khi mà mình đã cho sản phẩm tốt mà độ chua tới tầm thì mở cái nắp ra hoặc là mở cái téc chúng tôi chứa ra thì ngửi mùi rất là thơm. Và cái mùi thơm này thơm nhẹ và mùi thơm rất là dễ chịu và cảm thấy là đã muốn coi như là thử rồi. Và khách vào đã muốn thử rồi. Rất nhiều khách đã đến đây và cũng đã muốn thử về cái này thì chúng tôi cũng đã cho thử và đều cảm thấy là sản phẩm là đạt và ngon. Và hiện nay sản phẩm giấm táo mèo của hợp tác xã Tiên Phong Mường Vi bày bán trên kệ hàng của một số đại lý siêu thị tại một số tỉnh thành phố trên địa bàn cả nước với mức giá bán là 25.000 đồng mỗi một chai nửa lít. Bình quân mỗi năm, hợp tác xã thu mua khoảng 3 tấn táo mèo của người dân vùng cao để sản xuất giấm, khối lượng tương đương với khoảng 10.000 lít. Để sản phẩm OCOP bao sao giấm táo mèo của đơn vị sản xuất được ngày càng nhiều người tiêu dùng biết đến, thì bên cạnh việc tổ chức tốt, việc giới thiệu và tiếp thị sản phẩm, hợp tác xã sẽ có những định hướng sản xuất riêng để giúp sản phẩm giấm táo mèo hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Qua 2 năm nữa khi đưa ra thị trường ấy, thì hợp tác xã đánh giá là cái thị trường vẫn còn tiềm năng, thế nhưng mà cả vấn đề năng lực sản xuất và cái giá cả cạnh tranh để hợp tác xã so sánh thì vẫn còn chưa được cạnh tranh so với các đội khác. Thì trong các năm tới thì hợp tác xã sẽ định hướng, sẽ cùng với các thành viên hợp tác xã sẽ nỗ lực đầu tư vào cơ sở hạ tầng, đầu tư vào các thiết bị máy móc cho đồng bộ từ khâu sơ chế, chế biến cũng như là đóng gói để hoàn thiện cho một cái dây chuyền nó khép kín hơn, để giảm cái chi phí nhân công, tạo ra được cái sản phẩm an toàn, chất lượng, ngon và giá thành cạnh tranh hơn. Với cái định hướng như vậy thì hợp tác xã sẽ định hướng được rằng trong các năm tới thì hợp tác xã sẽ thu mua được vùng nguyên liệu tại táo mèo tại Y tý Bát Sát sẽ chiếm vào khoảng 50% so với sản lượng của địa phương. Thì qua đó thì tạo trước tiên là cái thu nhập cho các hộ dân liên kết với hợp tác xã và thứ hai là đem lại cái lợi nhuận và cho các thành viên hợp tác xã. Với 3 sản phẩm chủ lực đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao và 3 sao cấp tỉnh, được chứng nhận thương hiệu và gắn tem truy xuất nguồn gốc xuất xứ, hợp tác xã Tiên Phong Mường Vi hiện đang là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu toàn tỉnh trong việc xây dựng thành công các mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, đem lại lợi nhuận và thu nhập khá ổn định cho cả doanh nghiệp và hàng trăm hộ nông dân ở vùng cao Lào Cai. Bằng việc chế biến thành công và gây dựng được uy tín thương hiệu sản phẩm, hợp tác xã Tiên Phong Mường Vi hy vọng sản phẩm giấm táo mèo sẽ chiếm lĩnh được thị trường và thị phần để doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, giúp người tiêu dùng tiếp cận được với những sản phẩm chất lượng cao, cũng đồng nghĩa giúp doanh nghiệp làm ăn có lãi và nông dân vùng cao có thêm thu nhập, cải thiện được mức sống từ các sản phẩm nông sản đặc hữu của quê hương mình. Chuyên đề nông nghiệp Lào Cai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên đề sau.